chào quý vị và các bạn đang xem trên kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân. Hôm nay em đang có mặt tại ngã tư của đường Trương Định và Nguyễn Trung Trực thuộc phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nha quý vị. Đây là quang cảnh của cái đường Trương Định nè, đường này đường Nguyễn Trung Trực nè. Hướng này mình đi về chợ Rạch Thổ khoảng 300m thôi. Đây là cái đường này là đường Lương Văn Can nè. Hôm nay em giới thiệu cho quý vị và các bạn một ngôi nhà nằm tọa lạc tại đường Trương Định này nha. Đây là mình hướng này mình đi vô đường Trương Định nè. Đất của mình cách trung tâm chợ Rạch Thổ khoảng 1km nha quý vị. Đường mặt tiền mình tọa lạc tại mặt tiền đường Trương Định, một khu phố 6, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nha. Nhà của mình có chiều ngang là 6m, chiều dài là 16m. Thực tế sử dụng là tới 25m luôn nha quý vị. Tổng diện tích đất thì 96m. Đất của mình thể hiện là đất cây lâu năm nha. Đây là có nhiều ngôi nhà luôn nè. Nhà kiểu biệt thự bán kính 1km là chạy tới chợ trung tâm chợ Rạch Sỏi nè. Bách Hóa Xanh, siêu thị. Chiến ngôi nhà mình là nằm tọa lạc tại mặt tiền của đường Trương Định luôn nha quý vị. Đây là vị trí của ngôi nhà mình nha quý vị. Nhà mình thiết kế là nhà cấp 4, nhà thiết kế hiện đại. Nhà thiết kế thì theo phong cách hiện đại nha. Nhà mình chiều ngang là 6m, chiều dài là 16m. Đây là vừa bước vô phòng khách là mình có cửa 4 cánh ha. Nhà này thì mới 100%. Đây là trần lò phong nè, có đèn chùm rồi luôn nè. Không gian của cái phòng khách ha. Đây là có ghế sofa rồi nè. Nhà mình là chiều ngang là 6m, chiều dài là 16m, nhưng mà thực tế nó là chiều dài, thực tế sử dụng là nó tới 25m nha quý vị. Đây là hành lang đường đi nè. Nhà này thì mới 100%. Rất thích hợp cho quý vị và các bạn hai vợ chồng ra riêng ha. Nhà điện âm nữa hết trơn nè. Đây là phòng khách nè. Không gian có phòng khách này có đèn chùm rồi nè. Có đèn âm trần hết ha. Mấy cái sofa này là anh chủ anh tặng hết luôn nha quý vị. Nhà mình thì có hai phòng ngủ và một cái bếp, hai toilet. Đây là một cái phòng ngủ đầu tiên nè, khá là thoáng mát ha. Nhà thì mới 100%, chưa có vô sử dụng nha. Là phòng ngủ đầu tiên nè, cửa cũng cửa hiện đại ha. Đây là phòng thứ hai nè. Phòng thứ hai thì có toilet trong luôn nha. Đây là trần loa phong nè. Điện thì thiết kế điện âm hết. Rất thích hợp cho hai vợ chồng ra riêng ha. Đây là không gian của cái phòng bếp nè. Đây không gian phòng bếp nè. Đây là toilet chung ha.
cầu luôn nè, cái bằng cầu mới hết chầm chầm heo quý vị. Đây là ngoài sau mình có sân phơi. Sân phơi nè. Đây thì mình ngoài đây mình còn thêm 4 mét nữa nha quý vị. Suốt ngoài sau đây mình còn 4 mét nữa nè. Đây là không gian phòng bếp là khá là rộng rãi ha. Giá thì anh chủ mong muốn ngôi nhà này là 1 tỷ 6 nha quý vị. Quý vị có quan tâm đến ngôi nhà này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Giá em cũng để trên tiêu đề đó quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo trên kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân. Xin chào ạ.